Theo Tổng cục Thống kê, trung bình mỗi tháng có khoảng 8.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo báo cáo 11 tháng đầu năm nay của Tổng cục thống kê, trong tháng 11 năm 2020, cả nước có gần 2.800 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng đầu năm 2020, có gần 93.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, trung bình mỗi tháng có khoảng 8.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Bên cạnh đó, trung bình mỗi tháng có 15.000 doanh nghiệp thành lập mới và theo Tổng cục Du lịch, 11 tháng năm 2020, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt hơn 3,82 triệu lượt người, giảm 76,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, ngành du lịch đã chuyển hướng sang phát triển du lịch nội địa trong bối cảnh du lịch quốc tế ngưng trệ. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, dù dịch COVID-19 đã nhanh chóng được khống chế tốt, Việt Nam trở thành điểm sáng về an toàn phòng dịch trên toàn thế giới, nhưng ngành du lịch không tránh khỏi những tổn thất nặng nề. Do đó, ngành du lịch đã chuyển hướng sang phát triển du lịch nội địa trong bối cảnh du lịch quốc tế ngưng trệ từ đầu năm 2020. Cụ thể, đến tháng 11 năm 2020, tổng số khách du lịch nội địa đạt 49 triệu lượt. Có thể thấy du lịch nội địa đã góp phần duy trì hoạt động của ngành, hạn chế thấp nhất tồn tại do dịch bệnh mang lại. Tuy lượng khách chưa bằng so với cùng kỳ năm trước, nhưng đây là dấu hiệu lạc quan cho thấy tín hiệu hồi phục của thị trường du lịch sau nhiều tháng tê liệt hoạt động do dịch bệnh COVID-19. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đến ngày 25 tháng 11 năm 2020, tổng số vốn đã giải ngân của 11 dự án thành phần dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông là 7.864,712 tỷ đồng, đạt 72,6% kế hoạch năm 2020, cơ bản đáp ứng được kế hoạch đề ra. Cụ thể, đối với 3 dự án đầu tư công gồm Cao bổ Mai Sơn, Cam Lộ La Sơn, cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu, giải ngân đạt 2.480 tỷ đồng, tương đương 88,33% kế hoạch năm 2020. Đối với 5 dự án PPP Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Diễn Châu Bãi Vọt, Nha Trang Cam Lâm, Cam Lâm Vĩnh Hảo, giải ngân cho giải phóng mặt bằng là 2.535 tỷ đồng, đạt 79,18% kế hoạch năm 2020. Đối với ba dự án thành phần chuyển đổi hình thức PPP sang đầu tư công là Mai Sơn Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây, giải ngân 2.849 tỷ đồng, đạt 59,11% kế hoạch năm 2020. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020, hàng hóa Trung Quốc, trong đó phần lớn là hàng nguyên vật liệu từ Trung Quốc đổ vào Việt Nam, ngày càng nhiều hơn so với trước đây. Cụ thể trong 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam chi hơn 65,5 tỷ đô la Mỹ nhập hàng hóa từ Trung Quốc, tăng hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 10, hàng hóa Trung Quốc đổ về Việt Nam cũng nhiều hơn gần 1,4 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN ACCS đã chính thức được triển khai tại 6 quốc gia là Việt Nam, Campuchia, Lào, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhanh hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới trong khối ASEAN. Trong tương lai, dự kiến ACTS sẽ hỗ trợ vận tải đa phương bao gồm đường sắt, đường thủy nội địa, kết nối với các phương thức vận tải đường biển và đường hàng không thông qua khai báo thông tin trước đi và đến. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trong quý 3 năm 2020, lượng thanh toán qua thẻ đã tăng hơn 30%, còn thanh toán qua thiết bị di động tăng 180% so với cùng kỳ năm 2019. Nhờ ảnh hưởng bởi sức tăng trưởng mạnh của thị trường thanh toán, lượng thanh toán online tăng chóng mặt, Dịp cuối năm cùng với các chiến dịch siêu khuyến mãi dự báo sẽ giúp thanh toán số tiếp tục bùng nổ. Một trong những lý do khiến thanh toán số tăng trưởng mạnh là nhu cầu mua sắm trực tuyến dưới tác động của dịch Covid-19 gia tăng đáng kể. Các đơn vị thanh toán cũng có nhiều chương trình giảm phí hỗ trợ khách hàng. Bên cạnh đó, trải nghiệm tốt cho khách hàng cũng được các ngân hàng ưu tiên. Theo công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam Napas, có khoảng 63% giao dịch thanh toán của khách hàng được miễn giảm hoặc giảm phí, ngân hàng nhà nước cho biết, đề án triển khai thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn từ nay đến 2025 sẽ chú trọng phát triển các hình thức thanh toán mới như qua mã QR, token, thanh toán không chạm và thúc đẩy thanh toán số ở nông thôn gắn với triển khai chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bất chấp ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, lượng kiều hối chuyển về địa bàn thành phố thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ vẫn khá ổn định. Chỉ tính riêng tháng 10 năm 2020, lượng kiều hối đã tăng thêm 500 triệu đô la Mỹ so với tháng trước đó. Với tốc độ hiện nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến trong năm 2020, lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ, tăng nhẹ so với mức 5,3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2019. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, trong 11 tháng năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn thành phố Hồ Chí Minh có 13.038 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và có 6.412 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã chấp thuận cho 3.401 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 1699 về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, để duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm chiến lược kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài khoanh vùng dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả ở trong nước, tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra. Các tỉnh thành phố trước hết là các thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện yêu cầu 5 k. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, mạnh mẽ, thần tốc truy vết mọi đối tượng f 1 f 2 của các ca lây nhiễm mới phát hiện với tinh thần cao nhất, đạt kết quả tối đa, không để lây lan vòng ba tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết. Trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn theo đúng quy định. Mời quý vị cùng đến với những thông tin về đại dịch Covid-19 trên toàn cầu và tại Việt Nam. Tính đến 18 giờ ngày 3 tháng 12, trên thế giới có khoảng 65 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 1,5 triệu ca tử vong. Mỹ, Ấn Độ, Brazil vẫn là ba nước có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới. Còn tại Việt Nam, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới Covid-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh. Như vậy Việt Nam hiện có 1.361 bệnh nhân. Tính đến 18 giờ ngày 3 tháng 12, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 553 ca. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ban hành những hướng dẫn mới, trong đó siết chặt hơn việc đeo khẩu trang tại các vùng có dịch COVID-19. Cụ thể, người dân sinh sống tại vùng dịch luôn đeo khẩu trang trong cửa hàng, nơi làm việc và trường học không có đủ thông thoáng. Người dân cũng nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài nếu không thể duy trì khoảng cách với nhau. Theo người phát ngôn của WHO, những khuyến nghị này nằm trong số những thay đổi lớn nhất trong hướng dẫn của WHO về đeo khẩu trang và cập nhật khuyến cáo hồi tháng 6 năm 2020. Nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Anh, Nhật Bản đang gấp rút lên kế hoạch triển khai các chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên diện rộng. Sớm nhất là từ giữa tháng này, người dân đã có thể tiếp cận được vaccine ngừa COVID-19. Trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu lắng xuống, nhiều nước đã lên kế hoạch triển khai các chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên diện rộng. Những dấu hiệu khả quan từ cuộc đua phát triển vaccine ngừa COVID-19 đang đem lại các dấu hiệu tích cực trong cuộc chiến ngăn ngừa đại dịch. Giới chức Mỹ ngày 2 tháng 12 thông báo sẽ bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vaccine cho hàng triệu công dân Mỹ, sớm nhất là từ giữa tháng này. Theo đó, khoảng 20 triệu người dân Mỹ có thể sẽ được tiêm vaccine vào cuối năm 2020 và đến giữa năm 2021, hầu hết người dân Mỹ có thể tiếp cận được với loại vaccine hiệu quả cao. Các nhân viên y tế, những người sống trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe lâu dài là những đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine trong giai đoạn đầu tiên. Trong khi đó, ngày 2 tháng 12, Anh cũng tuyên bố vừa tiến hành phê duyệt khẩn cấp cho lưu hành vaccine ngừa cô COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech, Anh cũng sẽ triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ngay từ đầu tuần tới. Hiện các bệnh viện tại nước này đã sẵn sàng tiếp nhận vaccine. Cùng ngày, Hạ viện Nhật Bản đã nhất trí thông qua luật tiêm chủng sửa đổi nhằm tạo cơ chế thuận lợi cho việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trong thời gian tới. Những người cao tuổi sẽ được ưu tiên tiêm phòng trước, toàn bộ chi phí tiêm chủng sẽ được chính phủ tài trợ. Nhật Bản cũng đang nỗ lực xây dựng hệ thống vận chuyển, bảo quản và phân phối vaccine đến người dân với mục tiêu bắt đầu các mũi tiêm đầu tiên trong 6 tháng đầu năm 2021. Ngày 31 tháng 12 năm 2020 là thời điểm cuối cùng các trạm thu phí trên tuyến quốc lộ do Bộ Giao thông Vận tải Quản lý phải chuyển sang thu phí tự động không dừng. Đến nay, các dự án đang chạy đua nước rút để kịp hoàn thành. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định dự án thu phí tự động sẽ về đích đúng hạn. Theo thông tin cập nhật từ Bộ Giao thông Vận tải, dự án thu phí tự động không dừng bao gồm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có 44 trạm, giai đoạn 2 có 33 trạm. Đối với 44 trạm thuộc giai đoạn 1 hiện đang vận hành với tổng cộng 4 làn thu phí tự động ở mỗi trạm. Đối với dự án 2 hiện đang triển khai đồng loạt ở 25 trạm, riêng 8 trạm ở giai đoạn Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ không đủ điều kiện để lắp đặt thu phí tự động vì nhiều lý do khác nhau. Theo tiến độ đang được thực hiện, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 sẽ có 25 trạm ở giai đoạn 2 sẽ đi vào vận hành thu phí tự động liên quan đến những vướng mắc mà tài xế lái xe phản ánh trước đây khi thu phí tự động ở giai đoạn 1 hiện đã được các đơn vị cung cấp dịch vụ khắc phục để thuận tiện hơn nữa cho người dùng, đơn vị thu phí cũng chấp nhận thanh toán qua ví điện tử. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 2 tháng 12, Bộ Tài chính đã thực hiện xuất cấp 1.000 tấn gạo dự trữ quốc gia để tặng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tỉnh Savannakhet khắc phục hậu quả nặng nề bởi thiên tai. Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh thực hiện xuất kho, vận chuyển và bàn giao 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, bảo đảm đủ về số lượng và tiêu chuẩn chất lượng quy định theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến sẽ được bàn giao cho nước bạn Lào trước ngày 5 tháng 12 tới. Xin được chuyển sang phần tin tức quốc tế. Dữ liệu do cơ quan thống kê châu Âu Eurostat công bố ngày 2 tháng 12 cho thấy trong 9 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại hàng đầu của EU. Trong 9 tháng đầu năm 2020, kim ngạch thương mại giữa EU và Trung Quốc đạt 425,5 tỷ euro, trong khi kim ngạch thương mại giữa EU và Mỹ chỉ đạt mức 412,5 tỷ euro. Như vậy, trong quý 3 năm nay, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Liên minh châu EU. Đây được cho là do tác động của đại dịch COVID-19 khiến nền kinh tế Mỹ gặp khó khăn, trong khi các hoạt động kinh tế của Trung Quốc bật tăng trở lại. Theo Eurostat, Kết quả trên là do sự gia tăng 4,5% từ lượng hàng hóa nhập khẩu vào EU từ Trung Quốc, trong khi lượng hàng hóa xuất khẩu không thay đổi. Sau cú sốc liên quan đến đại dịch COVID-19 trong quý 1 năm nay, nền kinh tế Trung Quốc đã bật tăng trở lại, nhập khẩu của Trung Quốc từ EU đã hồi phục trong quý 3, trong khi nhu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân ở châu đã thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc. Trước tình hình lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng tại Australia đã được kiểm soát tốt, các doanh nghiệp đã bắt đầu phục hồi trong khi chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh ngày 2 tháng 12, theo các số liệu chính thức từ Cục Thuế Australia công bố ngày 2 tháng 12, nước này đã thoát khỏi đợt suy thái đầu tiên trong gần 30 năm qua khi đạt mức tăng trưởng 3,3% trong quý 2 2020 trước tình hình lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng đã được kiểm soát tốt, các doanh nghiệp đã bắt đầu phục hồi và chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh. Cụ thể, trong giai đoạn tháng 7 tới tháng 9 2020, chi tiêu hộ gia đình, chỉ số vốn được xem là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế phục hồi, tăng 7,9% so với quý trước đó. Số liệu mới nhất trên được phù hợp với kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế Australia tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch và mở cửa biên giới nội địa trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 đã được kiểm soát tương đối tốt. Sau đây là những thông tin về công nghệ đáng chú ý. Theo hãng nghiên cứu thị trường Trendfox, Samsung Electronics là nhà sản xuất điện thoại thông minh dẫn đầu toàn cầu trong quý 3 năm 2020 khi nhu cầu đối với thiết bị di động của hãng này gia tăng tại các thị trường phát triển trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Sản lượng điện thoại thông minh của Samsung Electronics trong quý 3 năm 2020 đạt 78 triệu chiếc, tăng 42% so với quý trước đó và chiếm 23,2% thị phần. Theo Chen Fox, kết quả trên cho thấy Samsung Electronics tiếp tục tập trung vào các thị trường khu vực như Bắc Mỹ và châu Âu. Nhờ các chính sách kích thích kinh tế và các khoản hỗ trợ, doanh số bán điện thoại thông minh tại các thị trường mục tiêu đã phần nào phục hồi. vừa qua hãng công nghệ blackberry và tập đoàn bán lẻ amazon đã thông báo hợp thành liên minh để tạo một nền tảng điện toán đám mây và các ô tô có thể kết nối với nền tảng này để sử dụng các dịch vụ và sự thấu hiểu dựa trên dữ liệu từ phương tiện và người dùng thông tin về kế hoạch nền tảng dữ liệu phương tiện thông tin được gọi là iv trong đó đồng bộ hóa các ô tô không dây với sức mạnh tin học của dịch vụ điện toán đám mây của amazon đã khiến cổ phiếu của công ty BlackBerry có trụ sở tại Canada tăng hơn 50% lên gần 9 đô la Mỹ. IV được thiết kế để trở thành một nền tảng phần mềm kết nối đám mây, bất cứ nhà sản xuất ô tô nào cũng có thể sử dụng để phân tích dữ liệu cảm biến trong thời gian thực và cung cấp cho người lái xe những thông tin hữu ích. Phần cuối của chương trình mời quý vị cùng đến với chuyên mục cuốn sách mỗi ngày. Với những ai đã từng một lần đặt chân đến Disneyland, có lẽ ấn tượng đầu tiên chính là sự choáng ngợp khi được bước vào một thế giới thần tiên, xứ sở cổ tích, nơi những nhân vật hoạt hình mà chúng ta vẫn thường xem trên phim hiện diện, chào đón và trò chuyện với mọi người trong bầu không khí đầy niềm vui thuần khiết. Nhưng không phải ai cũng biết câu chuyện đằng sau những tòa lâu đài trắng nghệ, những điểm tham quan gợi nhớ ký ức tươi đẹp cũng như nhân vật cổ tích thân quen đó. Để biết thật sự câu chuyện ấy là gì, kính mời quý vị cùng theo dõi trong cuốn sách Disneyland Hành Trình Đưa Ý Tưởng Điên Rồ Thành Cổ máy kinh doanh siêu lợi nhuận. Cụ thể ra sao? Kính mời quý vị cùng theo dõi. Với cuốn sách này, chuyên gia viết truyện xứ Richard Snow đưa người đọc đi qua quá trình nung nấu ý tưởng của Disney cho Disneyland, một công viên giải trí sáng tạo hơn bất kỳ công viên giải trí nào vào thời điểm đó. Với cuốn sách Disneyland, Richard Snow trình bày một cách xuất sắc toàn bộ câu chuyện ngoạn mục, một chuyến đi hoang dã từ tầm nhìn đến hiện thực, một bản hùng ca về sự đổi mới và sai lầm phản ánh sự độc đáo của người đàn ông quyết tâm xây dựng nơi hạnh phúc nhất trên trái đất, với độ chính xác của một thợ đồng hồ, niềm tin của một nghệ sĩ và sự liều lĩnh đến tột cùng của một con bạc. Cuốn sách giống như một thước phim tư liệu sống động về hậu trường của một công viên giải trí được mệnh danh là xứ sở hạnh phúc của thế giới. Đó là những màng màu sáng có, tối có, tích cực có, cả tiêu cực và đen tối cũng có. Tất cả đều xuất phát từ một ý tưởng được coi là điên rồ của người đàn ông mang tên Walt Disney. Đến đây, mục điểm sách xin phép được khép lại. Kính mời quý vị cùng quay trở lại với MC chính của bữa sáng doanh nhân mục cuốn sách mỗi ngày cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay chắc thầy cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo